Thưa quý vị và các bạn, tục lệ gói bánh chưng ngày Tết đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền từ xa xưa đến tận ngày nay. Việc tổ chức cho học sinh gói bánh chưng tìm hiểu về nét đẹp Tết cổ truyền, vừa tạo sân chơi thú vị, vừa góp phần giáo dục truyền thống rất hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở đó, những chiếc bánh chưng còn trở thành món quà gửi đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Nhằm giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, tạo ra một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa giáo dục cho học sinh về phong tục, tập quán, các hoạt động trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngôi trường này đã tổ chức ngày hội bánh chưng. Chương trình đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho học sinh và phụ huynh. Con cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi mà được tham gia lễ hội bánh chưng ạ. Con đã học được cách gói bánh chưng và con cảm thấy là nó khá là ý nghĩa. Nhà trường thì có hướng dẫn cho các con gói và các con cũng rất là háo hức, nên là các bạn rất là tự tập, và đến hiện tại bây giờ thì hầu hết là tất cả các bạn ở trong lớp đều có thể tự gói được cái bánh chưng. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện tìm hiểu về văn hóa truyền thống, giúp trẻ có sân chơi bổ ích. Được biết, những sản phẩm do chính tay các em học sinh này làm ra sẽ được đem tặng cho các bạn học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, trẻ em ở Bệnh viện Nhi Trung ương và cả các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Con muốn chúc các bạn là hãy cố gắng thực hiện được cái ước mơ mà mình đang mong muốn và hãy xua tan hết đi những cái bộn bề áp lực trong cuộc sống. Mình thấy rất là ý nghĩa bởi vì là các con sẽ biết được cái giá trị của cuộc sống và sẽ cảm thấy là yêu thương mọi người hơn, biết chia sẻ và động viên những người còn khó khăn hơn mình. Đó là một cái giá trị rất là lớn đối với các con về cả về đạo đức và về cái truyền thống của Việt Nam mình. Điều đặc biệt năm nay, sau khi cuộc thi gói bánh chưng thì các con, những chiếc tự tay các con gói sẽ được nấu lên và gửi đến các những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa tình yêu thương và giúp cho các bạn có thêm cái Tết ấm áp và ý nghĩa. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong mỗi con người luôn tìm về với những giá trị văn hóa cội nguồn để cảm nhận hương vị ngày Tết. Đối với học sinh, ngày Tết không chỉ dừng lại ở gói bánh chưng, thi kéo co, đắm chìm trong những màn bắn pháo hoa. Tết còn là sẻ chia, còn là tình người. Mong rằng những món quà nhỏ đong đầy yêu thương này sẽ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yêu hơn Tết cổ truyền.